Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình Những bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn ấn phần đăng ký kênh màu đỏ ở đây cho mình này Sau đó các bạn ấn phần hình quả chuông ở bên tay phải màn hình nhá Rồi nhấn vào ô tất cả để chờ đợi những cái thông báo mới nhất từ video của mình Ngày hôm nay thì Lâm tiếp tục chia sẻ cho các bạn về hai cái ứng dụng kiếm tiền rút về ví Paypal Hoàn toàn là miễn phí và rất là uy tín Thì cái ứng dụng đầu tiên mà Lâm chia sẻ cho các bạn như các bạn có thể thấy đây là cái lịch sử rút tiền mới nhất của mình. Thì hôm trước Lâm có làm một cái video hướng dẫn các bạn ở rút hơn 100 đô ở trên cái ứng dụng này rồi. Nhưng Lâm nhớ không làm là 117 đô và ngày hôm qua Lâm đã nhận được của nó là 112 đô ở đây nhá đây ngày hôm mùng 4 tháng 9 này và tiền nó đã được cộng về ví PayPal của mình rồi thì cho thấy đây là một cái ứng dụng rất là uy tín đến cái thời điểm hiện tại và cái ứng dụng này nó cũng ra được đến 2 đến 3 năm nay rồi và đến bây giờ thì nó vẫn rất là uy tín và trong ứng dụng này tổng cộng mình đã rút được có nó hơn 500 đô rồi nhá hơn 500 đô thì tính ra tiền Việt thì nó rơi vào tầm là hơn 10 triệu ở trên cái ứng dụng này rồi ở đây là hoàn toàn miễn phí các bạn nhá đây các bạn có thể thấy đây đó đây cái thông báo này đây, đây là cái ứng dụng nuôi ong honey ấy. Đây, Lâm có làm cái lệnh rút của nó là 117 đô và Lâm nhận được à đó nó, nó trừ phí đây Nó trừ phí của Lâm là 4,34 đô nhá. 4,34 đô và Lâm nhận được của nó là 112 đô. Đấy rất là uy tín nhá. Thì cái đường link đăng ký cái ứng dụng đầu tiên thì Lâm sẽ để dưới phần mô tả. Đặc biệt khi các bạn đăng ký thành công, các bạn sẽ nhận được là 5 đô hoàn toàn là miễn phí và các bạn kiếm đủ 20 đô là các bạn có thể rút được ở trên cái ứng dụng này. Rồi thì bây giờ Lâm sẽ vào ứng dụng hướng dẫn cho các bạn những cái cách để các bạn có thể kiếm được tiền ở trên cái ứng dụng này nhá. Khi mà các bạn vào cái ứng dụng ấy Đặc biệt khi các bạn đăng ký thành công các bạn sẽ nhận được 5 đô nhé. Còn bạn nào mà đăng ký không nhận được không nhận được 5 đô thì các bạn có thể liên hệ với Lâm. Lâm sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái cách để các bạn có thể đăng ký và nhận được 5 đô ở đây. Rồi thì đây là cái ứng dụng cũng như là cái tài khoản của Lâm, Lâm sẽ chia sẻ cho các bạn. Hiện tại cái tổng số dư của Lâm đang có là 10 đô ở đây. ấy trong vòng 2 ngày thôi Lâm đã có tiếp là 10 đô rồi. Và trong ứng dụng này là đủ 20 đô là mình có thể rút tiền hoàn toàn là miễn phí nhá. Hiện tại thì Lâm đang có 10 đô và Lâm phải có đủ 20 đô nữa thì nó mới hiện lên cái phần pay off ở đây này. Có rất là nhiều bạn có nhắn tin hỏi Lâm mà tại sao em không liên kết được với cái ví PayPal của mình. Ở đây là khi các bạn đủ min rút nhá. Có nghĩa là khi các bạn đủ 20 đô ở đây thì nó mới hiện lên cái phần pay off để các bạn có thể rút tiền. Còn hiện tại các bạn nào mà chưa đủ min rút, có nghĩa là chưa đủ 20 đô thì nó sẽ chưa hiện lên cái phần rút tiền ở đây đâu nhá. Đó, đấy là cái chia sẻ thêm của Lâm rồi ở trong cái ứng dụng này thì sẽ có hai cái hình thức để giúp các bạn có thể kiếm được nhiều mật sau đó các bạn có thể quy đổi ra đô nhá cái hình thức đầu tiên là các bạn có thể là đi mời bạn bè thì đối với những cái kèo kiếm tiền online thì đa số là các bạn cần phải đi mời bạn bè nhá các bạn càng mời được nhiều bạn bè thì các bạn cái tốc độ đào mật của các bạn này nó sẽ càng nhanh hơn đó và khi mà các bạn mời bạn bè mà người ta đăng ký thì người ta sẽ nhận được là 5 đô hoàn toàn là miễn phí nhá và người ta khi đủ 20 đô thôi là người ta có thể rút được tiền ở trên cái ứng dụng này rồi và nó xử lý rất là nhanh lâm rút trong vòng là chỉ hơn 10 tiếng thôi là tiền nó đã về rồi Đấy, hôm trước lâm làm video và hôm qua lâm đã cho các bạn xem cái lịch sử rồi nhá như các bạn có thể thấy này ở đây các bạn có thể kéo xuống phần bên dưới này nó sẽ có một cái phần đó là copy cái đường link để các bạn có thể copy sau đó các bạn có thể đi mời bạn bè cho Lâm. Rồi cái hình thức thứ hai là các bạn có thể treo máy cho Lâm nhá. Các bạn có thể đăng nhập cái Gmail, có nghĩa là đăng nhập một cái Gmail các bạn đăng ký ở trên cái ứng dụng này. Các bạn có thể đăng nhập trên nhiều thiết bị giả sử nhà trên máy tính, trên điện thoại có bạn. Sau đó các bạn có thể mở lên như này cho Lâm này hoặc là các bạn có thể thoát ra ẩn nó ra nhá ẩn nó ra thì cái con ong của bạn ở trên này nó vẫn hiện để chạy cho các bạn nhá nó vẫn chạy ở đây cho các bạn này như vậy khi mà khi mà các bạn treo máy ấy, thì cái tốc độ đào của những cái con ong của bạn ấy nó sẽ nhanh hơn nhá còn các bạn mà tắt wifi và tắt máy đi thì cái con ong của bạn vẫn cứ làm việc nhưng mà cái tốc độ nó sẽ chậm hơn là cái lúc các bạn treo máy phải không đấy là cái chia sẻ thêm của lâm thì đấy là hai cái hình thức giúp các bạn có thể kiếm được nhiều mật ở trên cái ứng dụng này mà lâm chia sẻ cho các bạn rồi bây giờ Lâm sẽ ấn phần more đây ở đây để cho các bạn xem cái lịch sử mà ngày hôm trước Lâm đã rút của nó là 117 đô ở đây nhá. Rồi Lâm sẽ ấn phần lịch sử ở đây này, ấn nó phần chỉ một lần nhá. Rút 117 đô nó trừ phí của Lâm là hơn 4 đô. Đấy. Hơn 4 đô thì 42 là 8 gần 100 nghìn. Đây các bạn có thể thấy này, đây cái lịch sử mà Lâm rút tiền này. Đó. Đó, à, Lâm đã rút của nó là 117 đô cái hôm ngày mùng 3 nhá, ngày mùng 3 tháng 9 này. Đấy nó đã xử lý cho mình này và đến cái ngày mùng đây sau đó chiều hôm đấy nhá sáng mình rút tiền chiều hôm đấy nó lại cộng thêm cho mình thêm là được là 5 hai 200 mặt tương ứng với là 5,2 đô nhá ở trong cái ứng dụng này có nghĩa là các bạn trong vòng 48 giờ nó mới cộng mặt cho các bạn có rất là nhiều bạn có hỏi Lâm mà tại sao em đăng ký trong vòng 12 tiếng rồi hoặc là 24 tiếng rồi mà cái số lượng mặt của em vẫn chưa được cộng như các bạn có thể thấy là ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 9 vào nhưng mà Lâm mới được cộng của nó là ngày mùng 3 thôi Ngày mùng 4 Lâm vẫn chưa được cộng nhá Giả sử như chiều ngày hôm nay đi Chiều ngày hôm nay hoặc là đêm ngày hôm nay Thì Lâm mới được cộng thêm là ngày mùng 4 nhá Đấy nó cộng mặt cho các bạn là trong vòng 48 giờ Nó mới cộng mặt cái ngày hôm trước cho các bạn Nên là các bạn có thể đợi cho Lâm Giả sử như các bạn đăng ký ngày hôm nay sang ngày hôm sau mà các bạn vẫn chưa được cộng mặt đi Thì các bạn nhớ đợi cho mình nhá Ở đây nó cộng mặt cho các bạn nó sẽ chậm hơn một ngày So với dự kiến ở trong cái ứng dụng này nên là có rất là nhiều bạn có hỏi mình mà tại sao em đăng ký trong vòng 12 giờ, 12 đến 24 giờ rồi vẫn chưa được cộng mật thì các bạn có thể là dáng đợi cho Lâm thêm một chút nhá. Ở trong vòng 48 giờ cơ mà. Rồi thì đấy là cái phần mà Lâm hướng dẫn Ở đây thì một ngày hiện tại Lâm đã có thu nhập của nó là 5,2 đô Đó, Năm 2 năm 10 rơi vào tầm là hơn 100 nghìn Ở đây là hoàn toàn là miễn phí nhá Thì chỉ tầm trong vòng là 4 ngày thôi là Lâm lại đủ min rút Và hiện tại thì Lâm sẽ một tháng Lâm mới rút tiền một lần Ở trên cái ứng dụng này và Lâm sẽ tổng kết cho các bạn xem Một tháng mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền ở trên cái ứng dụng này nhá thì đây là cái ứng dụng đầu tiên mà Lâm chia sẻ cho các bạn giúp các bạn có thể kiếm tiền rút về ví PayPal hoàn toàn là miễn phí và rất là uy uy tín ở trên cái ứng dụng này. Hiện tại cái ứng dụng này nó cũng rơi vào tầm là 2 đến 3 năm nay rồi, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì nó vẫn rất là uy tín. Các bạn có thể tham khảo bằng cái việc mà các bạn có thể là ấn một cái đường link Lâm sẽ để dưới phần mô tả của video nhá. Khi các bạn đăng ký các bạn sẽ nhận được là 5 đô ở đây. Rồi tiếp theo đó là cái ứng dụng thứ hai ngày hôm nay Lâm chia sẻ cho bạn. Cái ứng dụng thứ hai có tên là CashGen ở đây này. Rồi bây giờ Lâm sẽ vào cái ứng dụng nhá. Cái đường link đăng ký ở cái ứng dụng thứ hai nếu mà bạn nào muốn tham khảo thì Lâm sẽ để dưới phần mô tả của video này. Khi các bạn tải ứng dụng, khi các bạn tải ứng dụng nhá, các bạn mở lên, các bạn sẽ ở trong phần tôi ở đây cho mình. Ở trong cái phần tôi này đối với bạn nào mà chưa liên kết tài khoản nó sẽ có một cái phần đăng nhập ở đây. Các bạn sẽ ở, ở phần đăng nhập, sau đó các bạn có thể liên kết cho mình với cái Gmail ở trong điện thoại của các bạn nhá. Và sau khi các bạn liên kết Gmail xong nó sẽ hiện lên tên của các bạn đây, tên Gmail của các bạn đấy rồi bây giờ lâm sẽ hướng dẫn các bạn là cách kiếm xu ở trong đây là cái ứng dụng đọc báo để các bạn có thể kiếm xu sau đó các bạn có thể rút tiền rút về ví paypal này rút về thẻ ngân hàng này đó hoặc là các bạn có thể rút về thẻ Garena nhá ngày trước thì nó chưa có cập nhật cái phần là rút về thẻ ngân hàng thì mới đây cách đây tầm một tuần thôi nó mới cập nhật thêm cho các bạn một cái cổng đó là các bạn có thể rút về thẻ ngân hàng đấy rất là tiện cho các bạn đối với bạn nào mà đang tham gia cái ứng dụng này nhá bây giờ các bạn có thể rút trực tiếp về thẻ ngân hàng của các bạn rồi rồi bây giờ Lâm sẽ hướng dẫn các bạn là cách để các bạn có thể kiếm được nhiều xu ở đây Điều đầu tiên các bạn sẽ ấn phần nhập mã lời mời đây cho Lâm này Sau đó các bạn có thể ủng hộ Lâm bằng cái việc các bạn nhập cho mình cái mã là 4302586 ở đây Để các bạn có thể được cộng là 8000 xu hoàn toàn là miễn phí ở đây nhá Và cái tổng số xu này các bạn có thể quy đổi và rút về ví PayPal Quy đổi ra đô ấy và rút về ví PayPal hoặc các bạn có thể rút trực tiếp về thẻ ngân hàng Thì nữa Lâm sẽ vào cái phần rút tiền để hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn cái phần mà rút về thẻ ngân hàng nhá rồi bây giờ Lâm sẽ hướng dẫn những cái hình thức cũng như là những cái cách để các bạn có thể kiếm được nhiều mật ở trên cái ứng dụng này. Giả sử như là các bạn đi đọc báo đi, các bạn sẽ chọn một cái bài báo bất kỳ ở đây chẳng hạn. Đấy, các bạn sẽ chọn vào đây và tìm cho Lâm một cái bài báo. Ở đây các bạn chỉ cần đọc làm sao cái đồng hồ này của các bạn á nó quay hết thì các bạn sẽ nhận được một cái số xu tương ứng ở đây nhá. Các bạn chỉ cần vuốt lên vuốt xuống ở đây cho Lâm này khi mà cái đồng hồ này kiểu như là cái vòng tròn này nó quay hết ở đây nhá thì các bạn sẽ nhận được cái số xu giả sử như là 30 xu này 25 xu hoặc là 50 xu nhá cái số xu này nó sẽ thay đổi nó sẽ không kiểu như là giữ cố định đâu nên là các bạn có thể tham khảo qua cái phần này đây giả sử Lâm sẽ vuốt lên vuốt xuống ở đây nhá các bạn sẽ chờ một lúc này Lâm nghĩ trong vòng là chỉ tầm 50 giây đến 60 giây trong vòng tầm một gần một phút cái, các bạn đấy các bạn chỉ cần vuốt lên vuốt xuống ở đây cho Lâm này để xong khi mà cái này nó quay hết thì mình sẽ nhận được cái số xu tương ứng ở đây ở trong cái ứng dụng này cũng có rất là nhiều những cái hình thức để các bạn có thể kiếm được xu nhá hiện tại thì lâm đã rút được hơn 800 đô trong ứng dụng này rồi Đấy, quy ra tiền việt thì nó rơi vào tầm 17 triệu rồi nhá Đấy, hoàn toàn là miễn phí và cái ứng dụng này nó cũng ra được là hơn hai năm rồi đến thời điểm thì nó quá là uy tín rồi bạn nào mà tham gia thì các bạn cũng biết rồi nhá rồi lâm sẽ ở nó phần nhận thưởng ở đây này đó được cộng 25 xu à 24 xu lâm sẽ quay trở lại này rồi bây giờ Lâm sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái cách tiếp theo này. Các bạn có thể ấn vào đây để các bạn có thể điểm danh hàng ngày đây cho Lâm nhá. Ở trong cái phần điểm danh này thì cái số ngày nó sẽ tương ứng với cái số xu mà các bạn có thể nhận được. Giả sử như là ngày đầu tiên các bạn sẽ nhận được 50 xu và từ ngày thứ hai trở lên cái số xu của bạn nó sẽ tăng dần. Đó, 100 này, 150 này, 200 nhá. Còn cái phần bên dưới này nhá, các bạn có thể thấy là phần bên dưới này các bạn có thể là tham gia tiền thưởng hàng ngày. Các bạn có thể tải những cái ứng dụng đây, cơ hội các bạn có thể nhận được là 500.000 xu tương ứng với là 5 đô này cái phần thứ hai này cũng vậy này 750.000 xu tương ứng với là 7,5 đô phần bên dưới này cũng vậy là 500.000 xu tương ứng với là 5 đô có rất là nhiều phần để các bạn có thể kiếm xu ở trên cái ứng dụng này và những cái số xu này các bạn có thể quy đổi ra USD và các bạn có thể rút về ví PayPal của các bạn ngoài ra thì các bạn có thể đi mời bạn bè ở đây cho nam đâm nhá các bạn ở phần mời bạn bè này thì như lúc đầu Lâm đã nói thì đối với những cái ứng dụng kiếm tiền online thì nó đều có cái phần đi mời bạn bè để giúp các bạn có thể nhận đếm, thêm cái hoa hồng nhá. Các bạn có thể ấn vào phần sao chép cái đường link, sau đó các bạn sẽ gửi cho người ta cái mã cốt này. Khi mà người ta mà nhập cái mã cốt này thì người ta sẽ nhận được là 8.000 xu và các bạn sẽ nhận được là 30.000 xu đây. Các bạn có thể thấy này những cái hình thức để các bạn có thể nhận được tròn là 30.000 xu nhá. Nó sẽ có ba cái bước. Thứ nhất là khi mà người ta nhập mã, người ta sẽ nhận à, khi mà người ta nhập mã, người ta nhận được 8.000 xu và các bạn cũng nhận được là 8.000 xu người ta online trong vòng là 3 ngày liên tiếp thì thì các bạn sẽ nhận được là 10.000 xu này người ta online trong 7 ngày liên tiếp và người ta kiếm được là 5.000 xu các bạn sẽ nhận được là 12.000 xu tổng cộng là các bạn sẽ nhận tròn được là 30.000 xu nhá thì 10 người như vậy là các bạn đã được 30.000 xu rồi tầm 15 đến 20 người là các bạn đã đủ min rút ở trên cái ứng dụng này rồi nhá thì đấy là những cái hình thức mà Lâm chia sẻ cho bạn các bạn có thể tham gia trên những nhóm kiếm tiền để các bạn có thể chia sẻ cho Lâm đó giả sử nhà đọc báo kiếm tiền này rút về ví paypal hoặc là rút về thẻ ngân hàng hoàn toàn là miễn phí nhá đấy là những cái phần mà lâm chia sẻ cho bạn thêm rồi bây giờ lâm sẽ ở ấn phần tôi để hướng dẫn các bạn là cách rút tiền và cái tổng số xu mà lâm đã kiếm được này ở số xu này Lâm quy đổ ra thì nó rơi vào tầm là hơn 800 đô ở trên cái ứng dụng này Và hiện tại Lâm đang có là 764.000 xu tương ứng với là 7,6 đô nhá Rồi bây giờ Lâm sẽ ở nó phần rút tiền ở đây để hướng dẫn các bạn cách rút tiền này khi mà các bạn ở nút phần rút tiền ấy thì đây nó sẽ có những cái hình thức để các bạn có thể rút tiền. Giả sử như các bạn có thể rút về ví PayPal này, là thẻ Garena và rút về thẻ ngân hàng nhá. Cái phần thẻ ngân hàng này là mới một tuần nay nó mới cập nhật thêm cho các bạn thôi. Đây là cái phần mới nhá. Hôm trước nó cập nhật Momo nhưng mà rút Momo mỗi lần được có hơn 300 300 đồng thôi. Ấy. Tí Lỡ Lâm sẽ cho các bạn xem cái hồ sơ này. À, cái số dư của Lâm đang có là 764 nghìn xu tương ứng với là 152 000 tiền Việt này nó nó quy ra tiền Việt luôn nha các bạn nhá còn cái phần rút tiền về ví PayPal này mình rút thấp nhất của nó là 5 đô tương ứng với là một à, à, tương ứng với là 500.000 xu 10 đô tương ứng với là 1 triệu 150.000 xu này Min rút cao nhất của nó là 30 đô Tương ứng với là 3 triệu 250 nghìn xu Các bạn có thể tham khảo ở đây nhá Các bạn ấn vào sau đó các bạn sẽ điền cho Lâm Cái gò mai ví Paypal của các bạn vào Sau đó các bạn có thể rút tiền Nếu bạn nào không thích rút về ví Paypal Ở trên cái ứng dụng này Thì các bạn còn hai cái hình thức rút tiền nữa Đó là các bạn có thể lập vào thẻ Galena Các bạn rút thẻ Galena về đó Các bạn sẽ nhập vào đây Điền cho Lâm cái gò mai Sau đó các bạn có thể rút về nhá Miễn rút thấp nhất của nó là 500.000 xu, cao nhất của nó là 1 triệu xu thôi. Đấy. Ngoài ra các bạn có thể là lạp à, rút về thẻ ngân hàng ở đây này. Nó mới cập nhật thêm cho Lâm, à nó mới cập nhật thêm vào cái tài khoản này nhá. Là ba cái cổng rút về thẻ ngân hàng. Thứ nhất là các bạn có thể rút với cái trị giá là 105.000 tương ứng với là 5.000 2 à đúng, 527 000 xu nhá. 527 000 xu ở đây hình như là nó tính cả phí các bạn ạ. Tiếp theo này, cao nhất của nó là 600.000 600 nghìn tương ứng với là 3 triệu 250 nghìn xu ở đây Đó các bạn chỉ cần nhập vào đây thôi Các bạn điền cho Lâm này Tên tài khoản ngân hàng Tên ngân hàng và số tài khoản của các bạn là các bạn có thể rút được rồi nhá Đây Lâm cho các bạn xem cái hồ sơ rút tiền của Lâm này Lâm đã làm một cái hình thức là rút về thẻ ngân hàng Đây các bạn có thể thấy đây Lâm rút của nó là 1 triệu 150 nghìn xu Tương ứng với là 219 nghìn Và hiện tại nó đang thanh toán nhá Đang thanh toán này Còn cái phần rút về Paypal thì nó đã thanh toán hoàn tất hết rồi Đấy, hôm trước nó có cái cổng dùng, mua, rút Momo Nhưng mà rút Momo mỗi lần rút chỉ được 353 đồng Thì bao giờ mình mới rút hết cái số tiền vào Nên là nó đã thay đổi và thêm cho cái cổng là rút về thẻ ngân hàng ở đây Thì trên đây là cái phần mà Lâm chia sẻ cho bạn Để giúp các bạn có thể rút tiền ở trên cái ứng dụng này nhá thì đây trên đây là hai cái ứng dụng mà Lâm chia sẻ cho bạn giúp các bạn có thể là kiếm tiền rút về ví PayPal. Ngoài ra cái ứng dụng này các bạn có thể rút về ví PayPal của các bạn hoàn toàn là miễn phí và hai cái ứng dụng này nó cũng ra rất là lâu rồi. Có ứng dụng thì ra được là tầm hai hơn 2 năm, có ứng dụng thì được 2 năm rồi nhá. Bạn nào không hiểu thắc mắc gì các bạn có thể kết bạn qua Zalo hoặc Facebook với Lâm. Lâm sẽ hướng dẫn và cái đường link đăng ký của hai cái ứng dụng này thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Bây giờ Lâm sẽ sang quay một cái event và tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất đây. Bây giờ Lâm sẽ quay một cái vần và tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất nhá. Thì bạn nào muốn tham gia vần của Lâm các bạn nhớ để lại cho mình này. Số like kèm theo số điện thoại, nhà mạng Việt theo villa, học Momo mô cho mình. Thì video đợt trước của Lâm có 324 comment này. Bây giờ Lâm sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất đây. Xin chúc mừng bạn mái treo này, số điện thoại là Momo thì sau cái video này Lâm sẽ gửi một phần quà qua Momo cho bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì video của Lâm kết thúc ở đây nhá. Xin chào tất cả các bạn.